Diễm Quỳnh xin mến chào quý vị đang đến với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Chúc quý vị luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau theo dõi những nội dung nóng nhất, mới nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra ở trong nước và quốc tế được chúng tôi, kênh Tin Mới Nhất, sẽ liên tục cập nhật và gửi tới tất cả quý vị vào những bản tin trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật có trong bản tin ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua. Chiết Giang mở cả 9 cửa xả lũ, mặt sông như biển gặp bão, cá bắn tung lên trời. Sau khi hồ chứa Tân An tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc lần đầu tiên mở cả 9 cửa xả lũ, nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy, nhìn từ mặt sông người ta có thể liên tưởng tới thảm họa thiên nhiên kinh hoàng, y như trong những thước phim điện ảnh. Vào 9 giờ sáng ngày hôm nay, hồ chứa Tân An ở tỉnh Chiết Giang đã mở 9 cửa xả để xả hoàn toàn với tổng lưu lượng là 7.800 mét khối mỗi giây. Đây là lần đầu tiên mở toàn bộ cửa xả lũ của con đập sau 81 năm kể từ khi hồ chứa Tân An được xây dựng năm 1959. Mực nước của hạ lưu sông Tân An tăng hơn 5 mét và người dân dọc theo dòng sông đã sơ tán trong đêm. Theo báo cáo chính thức, việc xả lũ bắt đầu vào sáng ngày hôm qua. Bắt đầu 3 cửa được mở ra, sau đó là 5 cửa và sau đó là 7 cửa. Đến 9 giờ sáng hôm sau, tất cả 9 cửa đã được mở. Theo video ghi lại, áp lực nước mạnh đã khiến mặt sông trông như đại dương trước cơn bão lớn. Đài truyền hình Đông Phương cho biết với tốc độ dòng chảy 7.800 mét khối trên giây, thì sau 30 phút xả lũ, lượng nước được xả có thể lấp đầy Tây Hồ. Trước việc đập thủy điện mở cửa xả toàn bộ 9 cổng xả lũ, toàn thành phố Hàng Châu đã bố trí 938 cơ sở lưu trú tránh lũ, khẩn cấp di chuyển 43.808 người tới nơi an toàn. Theo một video được cư dân mạng công bố, kể từ khi hồ chứa Tân An bị ngập lụt, mực nước ở hạ lưu sông Tân An đã tăng rất cao. Chỉ trong 24 giờ, mực nước sông đã tăng hơn 5 mét. Đoạn video cho thấy quá trình nước dâng cao. Hồ chứa nước Tân An lúc đầu mở 3 cửa để xả lũ, mực nước dâng cao hơn 1 mét, lũ lụt tràn ra lối đi ven sông, tiếp tục mở thêm 2 cửa, mực nước dâng cao hơn 2 mét và hơn một nửa đoạn vỉa hè ven sông đã bị nhấn chìm, tiếp tục mở 2 cửa nữa và mực nước tăng hơn 1 mét. Cái chòi bên sông chỉ còn nhìn thấy đỉnh. Khi 9 cửa xả được mở hoàn toàn, cái chòi này đã bị ngập hoàn toàn. Sau khi hồ chứa Tân Cương mở tất cả 9 cửa xả nước lũ, gần như các thành phố và thị trấn ở hạ lưu sông đều bị ngập lụt. Nhiều ô tô và ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, nước sông đã lên tới tầng 2 và một số nơi có độ sâu là 10 mét. Từ video dưới đây, chúng ta có thể thấy được sức mạnh của việc xả lũ là rất khủng khiếp. Trong đó, nước thì bắn tung lên cao hàng chục mét, khiến cá bay tung tóe lên không trung. Xả lũ đập Tam Hiệp, 28 tỉnh thành Trung Quốc chìm trong nước, nghi sương báo động đỏ. Tính đến ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 28 tỉnh, ước tính có trên 10 triệu người mất nhà. Bóng dáng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thấy đâu. Truyền thông chính thức thừa nhận việc xả đập Tam Hiệp. Ngày hôm kia, nghi sương thành phố nằm ngay dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc hứng chịu mưa lớn và đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Nước ngập đầy tầng hầm của nhiều công trình trong thành phố. Cư dân mạng liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ bị rơi xuống cống và xe ô tô bị lũ cuốn trôi. Yang, một người dân nói với Epoch Times rằng họ nghi ngờ chính quyền đã bí mật xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp và một số hồ chứa khác. Hậu quả là thành phố Nghi Sương và các khu vực hạ lưu bị ngập lụt nghiêm trọng, các con phố ngập chìm trong biển nước. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày hôm qua, ông Yang cho biết mỗi năm cứ đến mùa này là mưa, lượng mưa năm nay không lớn hơn các năm trước. Tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Sương năm nay? Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử, kể từ giữa tháng, các khu vực thượng nguồn của dòng sông đã có nhiều trận mưa lớn, làm đầy hồ chứa của con đập này, ảnh hưởng đến các thành phố lân cận. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Epoch Times, ông Vương Duy Lạc, một nhà thủy văn người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Đức đã nói rằng hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh.
khi phải đối mặt với rủi ro an toàn do chứa quá nhiều nước, nó sẽ xả nước mà không báo trước. Ngày hôm qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tuyên bố rằng mực nước của 25 con sông đã đạt mức cao trên cảnh báo. Các bờ sông có thể bị vỡ nếu không thoát nước kịp thời, nghĩa là tính mạng của người dân đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tuyên bố trên có nghĩa là đơn vị điều hành của tập đoàn Đập Tam Hiệp gián tiếp xác nhận rằng họ đã xả nước từ Đập Tam Hiệp và các hồ chứa. Đến ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chính thức tuyên bố thừa nhận rằng Đập Tam Hiệp đã tiến hành việc xả lũ đầu tiên kể từ năm nay với mục đích là phát điện. Điều này có thể gây ra một đợt lũ mới cho các khu vực gần Tam Hiệp. Để tạo ra nguồn điện, cần xả nước từ con đập. Bao Jiang Feng, giám đốc bộ phận tài nguyên nước tại công ty con của China Yangtze Power Company, nói với truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã rằng lý do đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động là vì lượng nước chảy vào hồ chứa đáp ứng yêu cầu để bộ phận phát điện hoạt động. Ngày hôm qua, chính quyền hành động nhưng không thừa nhận việc xả lũ, đến ngày hôm nay mới chính thức thừa nhận xả lũ trên phương tiện truyền thông. Hành động không cảnh báo cho người dân trước nguy hiểm của việc xả lũ đập Tam Hiệp đã gây ra hậu quả khôn lường. Hiện giới chức trách vẫn chưa công bố số người tử vong trong thảm họa. Cư dân mạng lên án sự vô trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc, nhiều người dân bị điện giật trong nước và đã chết. Mưa bão ở Tương Dương, Hồ Bắc khiến nước tràn ngập các đường phố. Dây điện cao thế rơi xuống nước, một phụ nữ trẻ đang đi trên đường bị điện giật. Một người phụ nữ cầm ô đã bị lũ cuốn trôi, may thay có một người đàn ông cách đó vài mét đã tới để giải cứu. Có nhiều người bị điện giật khi bị cuốn trong lũ, nhiều nơi đang bị ngập lụt, hãy mau chóng cứu người. Một cư dân mạng cảm thán, đây đúng là một thảm họa chết chóc. Tứ Xuyên là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Tối hôm qua, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Miện Ninh, giết chết ít nhất 12 người. Tính đến ngày hôm qua, đã có ít nhất 10 người mất tích. Cô Wang, một khách du lịch đến từ thành phố Miên Dương, đã đến thăm khu vực này với bạn bè và đã chia sẻ với Epoch Times trải nghiệm của mình. Vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng ngày hôm kia, chúng tôi nghe thấy ai đó gõ vào cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa sổ và thấy một ông già đang đứng dưới nước lũ. Chúng tôi đã giúp ông lão vào phòng và thấy ông ta bị thương khắp người, chân ông ấy bị chảy máu. Wang nói thêm rằng khách sạn nơi cô ở không gửi cho bất kỳ cảnh báo nào khi trận lụt xảy ra, nhưng đã sớm điều tất cả nhân viên của họ đi từ trước. Ông Wang cùng các bạn đã gọi cho cảnh sát vào lúc nửa đêm, nhưng họ chỉ được giải cứu vài giờ sau đó. Vào khoảng 8 giờ sáng, nước ngập sâu phải tới 1,5 mét đến 1,8 mét, cô cho biết. Hiện các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được thảm họa trên toàn quốc, gồm cả dịch bệnh, lũ lụt. Các thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân mà đến nay vẫn chưa rõ con số thực tế. Ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp của Bộ Chính trị tại Bắc Kinh. Ông không hề đề cập đến trận lụt cũng như hậu quả và cách khắc phục. Ông chỉ nhấn mạnh một câu rằng quân đội phải tuyệt đối trung thành, thuần phục và kiên cường. Hoa Kỳ nên triển khai quân để bảo vệ Đài Loan. Gần đây, chính quyền Trung Quốc liên tục gây hấn với Đài Loan dưới góc độ phân tích của mình. Chúng ta hãy tìm hiểu quan điểm của chuyên gia Andrew Cole về việc Hoa Kỳ nên triển khai quân đến Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đang có chuyến công du để gặp gỡ các đồng minh của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Và điều quan trọng nhất sẽ làm là làm thế nào để thực hiện mục tiêu trọng tâm của Tổng thống Biden đối với các đối tác trong việc kiềm chế sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như tránh những mối đe dọa gây chiến ngông cuồng của Bắc Kinh đối với Nhật Bản, Philippines, Úc và thậm chí là cả Hoa Kỳ. Nếu Tổng thống Biden nghiêm túc trong việc bảo vệ mục tiêu có khả năng xảy ra nhất là Đài Loan, thì ông sẽ cho triển khai quân đội Hoa Kỳ tại đó làm lực lượng phòng thủ và hợp tác chặt chẽ với nước này thông qua trao đổi quân sự và cung cấp nhiều vũ khí quân sự hơn. Hoạt động tự do hàng hải trước đây của Hoa Kỳ tại eo biển Đài Loan đã không ngăn được hành động xây dựng quân sự của Trung Quốc chống lại quốc đảo Đài Loan Dân Chủ. Trong một bản tin về chuyến viếng thăm của ông Bộ trưởng Quốc phòng Austin đến khu vực này, Reuters tường thuật, mặc dù Hải quân Hoa Kỳ đã duy trì một mô hình ổn định về tự do hàng hải trên Biển Đông và khu vực gần Đài Loan, nhưng những hành động này dường như không ngăn cản được Bắc Kinh. Một số người cho rằng đối với Trung Quốc, chính quyền của Tổng thống Biden chỉ nói mà không hành động. Ông Abraham Denmark, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng
phụ trách khu vực Đông Á, đã phát biểu rằng Washington nói về mọi thứ đều đúng khi cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng có những nghi vấn về cách làm thế nào có thể biến lời nói thành hành động. Sự tê liệt của Hoa Kỳ khi nói về mối đe dọa của Trung Quốc có thể là tai hại. Cấp bách nhất là làm thế nào để phối hợp với các đồng minh, bao gồm Nhật Bản, để đối đầu với cuộc xâm lược Đài Loan của Trung Quốc. Các chuyên gia như Aaron Easton, tác giả của cuốn sách Mối đe dọa xâm lược của Trung Quốc, sự phòng thủ của Đài Loan và chiến lược của Hoa Kỳ tại châu Á, viết rằng cuộc xâm lược này có thể có lên tới 2,25 triệu quân Trung Quốc được điều ra những chiếc tàu quân sự và cả tàu dân sự trá hình, và điều này có thể xảy ra trong vòng không đầy 5 năm nữa. Giáo sư James Kraska, người được bổ nhiệm kép tại Trường Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ và Trường luật Harvard, nhấn mạnh việc hợp tác với các nước đồng minh và cung cấp khí tài cho Đài Loan. Ông viết trong một email rằng, được điều hành bởi nền thể chế pháp trị, Hoa Kỳ và Đài Loan sẽ chia sẻ một quan hệ tự nhiên vì trật tự quốc tế ổn định để tăng cường mối quan hệ này. Hoa Kỳ có quyền toàn diện trong việc thực hiện đạo luật quan hệ Đài Loan và cung cấp thiết bị và dịch vụ quốc phòng cho mục đích tự vệ của Đài Loan. Ông Kaska nhấn mạnh rằng, với những tuyên bố gần đây của các quan chức Nhật Bản, đã xuất hiện một bộ ba phòng thủ thực thụ nhằm ngăn chặn sự việc thay đổi bằng vũ lực trong hiện trạng. Ông Easton đã viết ra ba khuyến nghị hàng đầu nếu chính phủ Hoa Kỳ nghiêm túc về vấn đề bảo vệ Đài Loan, hoặc tốt hơn là ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công trước. Ông đã viết trong một email như sau. Điều tất cả những tướng lĩnh và đô đốc hàng đầu của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm tham mưu cho Tổng thống và đưa ra các phương án quân sự đối với Đài Loan. Họ sẽ gặp gỡ các đối tác quân sự địa phương Đài Loan và tận mắt quan sát tất cả các địa hình thời chiến có liên quan. Họ sẽ thực hiện lại việc đó vào năm sau và năm sau nữa, hoặc thậm chí mỗi 6 tháng một lần. Điều này có thể làm trong bí mật. Tuy nhiên, việc công khai minh bạch có thể áp dụng ở một mức độ nào đó để phát đi thông điệp về sự quyết tâm và ý chí chính trị, khiến cho Bắc Kinh phải cân nhắc về hậu quả của việc tấn công. Yêu cầu hạm đội 7 Hoa Kỳ và các lực lượng liên hợp liên quan khác tiến hành các cuộc tập trận cao cấp thường xuyên với đối tác Đài Loan. Chúng ta đã thực hiện những cuộc tập trận song phương lớn với Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Không ai trong số họ phải đối mặt với sự đe dọa nghiêm trọng như Đài Loan. Điều hàng trăm thủy quân lục chiến và lực lượng đặc biệt tới Đài Loan theo sự luân chuyển dài hạn để phục vụ với vai trò là lực lượng huấn luyện, cố vấn và sĩ quan liên lạc. Điều một tiểu đoàn hoặc lữ đoàn cơ giới hoặc thiết giáp tới Đài Loan để phục vụ với vai trò bộ ba chiến lược. Về mặt lịch sử, điều này đã làm nên điều kỳ diệu tại những điểm nóng khác. Điều các sĩ quan và hạ sĩ quan đến học tại Trường Đại học Quốc phòng Đài Loan và các trường chỉ huy ở Đài Loan đào tạo họ bằng tiếng quan thoại, đặc biệt là thuật ngữ quân sự địa phương, để họ trở thành những chuyên gia về lịch sử và văn hóa Đài Loan. Các chương trình đào tạo ngắn hiện tại Lầu Năm Góc hoàn toàn không đủ. Chúng ta phải mất một thời gian dài trên nền tảng xây dựng niềm tin, phát triển chuyên môn, tạo ảnh hưởng và tác động đến sự thay đổi thực sự. Sự thất bại của Hoa Kỳ và các đồng minh dân chủ trong việc ngăn chặn mối đe dọa quân sự của Trung Quốc chống lại các nước dân chủ và đồng minh trong khu vực. Một trò chơi thất bại mới đây đối với Đài Loan, cũng như vấn đề lớn hơn là sự trỗi dậy vững chắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự mở rộng lãnh thổ của họ kể từ khi thành lập vào năm 1921 và cai trị Trung Quốc từ năm 1949, rất tiếc đã không khơi dậy sự tin cậy và vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ phải bù đắp thời gian mất mát, phối hợp chặt chẽ hơn giữa lực lượng quân sự Hoa Kỳ và Đài Loan và triển khai lực lượng phòng thủ Hoa Kỳ tại Đài Loan cũng như tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Đài Loan là một nền dân chủ có chủ quyền xứng đáng được sự ủng hộ, tình hữu nghị và phòng thủ quân sự đầy đủ của chúng ta. Đây là điều tối thiểu mà các nước dân chủ nên làm cho nhau khi đối mặt với một cường quốc quân sự hung hãn như Trung Quốc. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Diễm Quỳnh cùng với ban biên tập chương trình xin nói lời chào tạm biệt.